Chào mừng các bạn đến với kênh Thế Giới Crypto. Trong video ngày hôm nay mùng 5 tháng 9, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ của 8 dự án. Đầu tiên sẽ là dự án MemeFi, các bạn sẽ vào mục Earn ở đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ mở cái thẻ của video trước các bạn nhé. Đây, chúng ta kéo lên thì dưới này nó có rất là nhiều video này. Mình sẽ mở cái thẻ của video này trước. Các bạn sẽ nhấp vào mũi tên ở đây. Mỗi một cái video này nó sẽ có tên và cái câu trả lời tương ứng, thì các bạn lưu ý đây là chúng ta sẽ nhìn kỹ cái tên này để chúng ta nhập câu trả lời vào nhé. Với cái video này sau khi chúng ta xem xong thì chúng ta quay trở lại đây. Bây giờ mình sẽ nhấp vào mục check này. Cái video này thì nó sẽ không có cái mã code các bạn nhé. Chúng ta chỉ xem xong là chờ nó đếm giây giờ đếm ngược nó kết thúc thì chúng ta sẽ nhấp vào để chúng ta claim này. Như vậy là xong. Thì các bạn lưu ý là nhìn cái tên video ở đây nhé. Cái video này nó sẽ không có mã code đâu, chúng ta xem xong và chờ hết giây giờ đếm ngược là chúng ta sẽ tích vào là được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại làm cái video tiếp theo. Các bạn vào lại cái mục Earn này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái video Make Money nhé. Đây, các bạn sẽ nhấp vào mũi tên ở đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp mũi tên tiếp này. Con này thì nó sẽ không có mã code đâu nhé, chúng ta chỉ xem xong và quay trở lại đây để claim thôi. Đây, chúng ta sẽ nhấp vào YouTube channel này. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại. Các bạn lưu ý là sau khi xem xong quay trở lại đây nó sẽ có giây giờ đếm ngược là 6 phút nữa chúng ta sẽ quay trở lại đây để claim phần thưởng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dự án Pixelverse. Đầu tiên thì chúng ta sẽ claim cái phần thưởng. Tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào mục phần thưởng bên dưới này và nhấp vào claim phần thưởng điểm danh hàng ngày. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với Dini Combo, nhấp vào chữ chơi này. Các bạn sẽ mở thẻ lần lượt từ bên trái này qua bên phải. Đây là thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Và đây là chiếc thẻ thứ hai, thẻ số 3 này, thẻ số 4. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào kiểm tra. Chúng ta nhấp yêu cầu bồi thường để nhận phần thưởng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dự án Gamecoin. Các bạn sẽ nhấp vào mục Dini Combo này. Và chúng ta sẽ mở thẻ ở trang số 1 trước. Đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Thẻ này thì số xu nó tốn quá nhiều nên mình không mở được nhé. Rồi chúng ta sẽ tìm chiếc thẻ thứ hai. Các bạn sẽ vào cái trang số 2 này. Và đây là thẻ thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm thêm một cái thẻ nữa, hình như ở trang số 1 thì phải. Về lại trang số 1 các bạn nhé. Đây là chiếc thẻ thứ 3 của ngày hôm nay. Như vậy là để mở khóa được cái thẻ của ngày hôm nay thì chúng ta còn thiếu mỗi cái thẻ đèn pin này, là do mình lên level quá cao nên mình không mở được. Còn bạn nào ở level thấp thì các bạn sẽ đủ xu để mở nhé. Các bạn sẽ vào mục mật mã ngày này. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cụm từ đầu tiên, đó là 1369. Chúng ta chờ nó tích xanh xong, nhập cụm thứ hai là 2587. Cụm thứ 3 là 942. Như vậy là mình đã mở khóa thành công dự án ONX để chúng ta nhận được là 2000 cái đồng xu này. Converter này nó đang lỗi mình không vào được, thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái con MemeFi trước nhé. Các bạn sẽ vào mục Earn này. Rồi chúng ta sẽ kéo lên. Đây, chúng ta sẽ mở cái video này, lúc nãy thì chúng ta đang làm dở rồi. Rồi sau khi xong thì chúng ta sẽ nhấp vào mục check nhé. Và nhấp vào mục giết này. Như vậy là mình đã hoàn thành 2 video rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái nhiệm vụ nữa. Ở đây nó có hiển thị thêm một cái nhiệm vụ. Các bạn sẽ join vào cái dự án này nhé. Đây, chúng ta sẽ nhấp vào đây, nó sẽ có 3 cái mục lẻ này.
Rồi chúng ta sẽ nhấp vào join Telegram của cái dự án này. Các bạn sẽ nhấp bắt đầu này. Nhấp vào play. Cái này thì chúng ta cũng lên tap tap một chút, nếu mà không tap thì nó sẽ không tính là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ấy. Rồi đây các bạn sẽ nhấp claim nhé. Xong rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại meme file này. Và chúng ta nhấp vào mục check. Nhấp vào giết này. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ follow cái tài khoản X của dự án. Nhấp vào mục verify tài khoản X này. Con này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là đăng nhập nhé. Cái kiểu này thì mình làm rất là ngại. Đăng nhập này phải điền thông tin các thứ vào thì mới được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ bên dưới này. Và nhấp vào join tele channel của dự án nhé. Nhấp vào tham gia này. Rồi sau đó quay trở lại meme file. Nhấp vào check. Nhấp vào giết. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành hai nhiệm vụ rồi. Còn cái tài khoản X này thì không hiểu sao mình nhấp vào mình đăng nhập rồi nó cứ báo lỗi không được ấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ combo của dự án Virtus. Các bạn sẽ nhấp vào cái mũi tên ở đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ mở cái thẻ đầu tiên là thẻ này. Và đây là thẻ thứ hai. Thẻ thứ ba là thẻ này. Và đây là thẻ số 4 này. Như vậy mình đã mở khóa thành công để nhận được 16 cái đồng Virtus. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Holdcoin. Và đây là cái cụm từ của dự án Holdcoin. Các bạn sẽ sắp xếp lần lượt từ số 1 cho đến số 12 theo đúng như cái mẫu này thì chúng ta sẽ nhận được là 1.000 cái đồng kim cương. Bây giờ mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn thao tác. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào mục earn này. Tiếp theo các bạn sẽ vào mục hold box này. Nó không vào được. Bây giờ thì các bạn sẽ mở thẻ theo cái ảnh mẫu này, còn khi nào nó vào được thì mình sẽ phải mở thẻ sau. Giờ chúng ta sẽ mở mã code của dự án Tomato. Các bạn sẽ gõ 3 lần vào cái con mèo này và 1 lần vào cái đầu cà chua này. 1, 2, 3, 4. Như vậy là mình đã mở khóa thành công để nhận được 2.500 cái điểm xu của dự án Tomarket. Video của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.